Xin chào quý vị và các bạn Minh Hải miền Đông hôm nay tiếp tục gửi tới các bạn với một thông tin rất là nóng vừa cập nhật được liên quan tới tỉnh Thất Bồng Lai và trong đó có cô gái Diễm My Vụ việc của Diễm My đã xảy ra 2019 cho tới nay và ngày hôm nay lại tiếp tục nóng dần lên và có nhiều câu chuyện liên quan tới cô ta và rất được nhiều cộng đồng mạng cũng như là quý vị gần xa đặc biệt quan tâm về vấn đề cô gái này hiện giờ ra sao và có rất nhiều là ý kiến trái chiều kể từ khi bà Phương Hằng đã lên nói về sự việc của tịnh thất Bồng Lai thì ngày hôm nay các tờ báo đã đào sới và đã truy tìm ra những thông tin mới nhất về cô gái này và tình hình sự thật Diễm My là ai thì sau đây tôi kính mời quý vị và các bạn hãy lắng nghe chi tiết về thông tin nóng trong cái vụ việc này. Xin kính mời quý vị và các bạn theo dõi. Thưa quý vị và các bạn, Diễm My Tịnh Thất Bồng Lai là ai? Thiếu nữ 22 tuổi bất hạnh Cô gái từng đại náo tịnh thất bồng lai một năm về trước Bỗng dưng trở thành đề tài bản tán Diễm mi tịnh thất bồng lai là ai? Cùng là tìm hiểu sự việc này Mấy ngày qua Câu chuyện xoay quanh thiền am bên bờ vũ trụ Là đề tài được rất nhiều người quan tâm Cô bé với cái tên gọi Diễm My cũng được nhắc là đến sự tò mò không kém Việc Diễm My tịnh thất bồng lai là ai Thì các bạn hãy lắng nghe cho thật kỹ có thể nói Diễm My là cô gái chịu rất nhiều sự đả kích và tổn thương trong 2 năm gần đây Có nhiều thông tin đưa ra xoay quanh việc thân thế của Diễm My tịnh thất bồng lai là ai Diễm My chính là cô gái trong vụ lùng xùm bắt cóc tại tịnh thất bồng lai vào tháng 10 năm 2019 Cô nói mình bỏ nhà để đi tu tại nơi này và bị chính bố ruột của mình hãm hại Thế nhưng không lâu sau đó chính cô lại lên tiếng để ngầm tố cáo tịnh thất bồng lai cái tên diễm my tịnh thất bồng lai là ai lúc đó thực sự khuy đảo cả mạng xã hội diễm my sinh năm 1999 và năm nay đã là 22 tuổi dù mới 22 tuổi nhưng cô nàng đã góp phần không nhỏ khiến tịnh thất bồng lai náo loạn đặc biệt hơn là có chuyện xào xáo trong gia đình Thật đáng buồn khi một cô gái trẻ như vậy lại gặp nhiều chuyện không may đến như thế. Quê quán của Diễm My là một thông tin chưa được xác nhận chính xác. Có người cho rằng cô quê ở Long An, nhưng cũng có ý kiến bảo Diễm My sinh ra và lớn lên tại Sài Gòn. Theo lời chia sẻ của Diễm My thì cô đã bỏ học từ sớm. Cô thường xuyên bị giam cầm bởi chính cha mẹ ruột nên không thể đi học. Tuy nhiên, theo như những lời bố mẹ Diễm My chia sẻ thì không phải như vậy Thực hư sẽ là được các báo cập nhật như sau Với không ít lần xuất hiện trên mạng xã hội Mọi người có thể thấy Diễm My là một cô gái với chiều cao trung bình là 1m60 Diễm My thường xuyên đi không người nên cũng không ai biết rõ chiều cao chính xác của cô Thậm chí với dáng vẻ khắc khổ đó Người ta cũng đã tò mò về Diễm My tịnh thất bồng lai là người như thế nào Diễm My trước đây là một người có da có thịt Tuy nhiên thời gian gần đây cô bỗng dưng gầy ốm hơn rất nhiều Cân nặng của cô hiện tại chỉ còn 40kg Chính vì thế Diễm My tịnh thất bồng lai là ai và biến cố gì đã xảy ra với cô nàng Đều là những sự việc khiến bao người thắc mắc Diễm My từ một cô gái bình thường đã thành bất thường Cô không được đi học tại trường lớp chính thống và có công ăn việc làm ổn định những luồn tin xung quanh Diễm My chỉ là tố cáo cha mẹ, tố cáo tịnh thất bồng lai bị xâm hại Sau khi được nhắc đến trong live stream của bà Nguyễn Phương Hằng Thì cái tên Diễm My tịnh thất bồng lai là ai lúc này đang nhận được sự chú ý bao giờ hết Bố của Diễm My là ông Võ Văn Thắng, ông sinh năm 1973 Và cũng chính là người kéo hội và đập phá tịnh thất bồng lai năm 2019 Tuy nhiên không phải tự nhiên mà bố của cô lại làm điều này Ông cho rằng Diễm My đi tu là bị dụ dỗ Nơi đây không phải là chùa chân chính Mẹ của Diễm My là bà Đoàn Thị Tuyết Mai sinh năm 1972 Tại quận Bình Tân, thành phố Hồ Chí Minh Bà cũng chính là người bị con gái mình tố là giam cầm và hành hung cô Diễm My tố cáo bị cha mẹ ruột giam cầm xâm hại Diễm My đã đăng video để lên án hành vi giam giữ trong 8 tháng hành hung và cưỡng hiếp. Cô nói rằng tôi bị giam cầm như thú, không có điện thoại, giấy tờ tùy thân, chứng minh nhân dân. Họ canh chừng 24 trên 24. Tôi đang sống giữa thành phố Hồ Chí Minh mà như trong tù vậy. Tuy nhiên, theo bà Mai, mẹ của Diễm My, Diễm My nói sai sự thật, vu khống nhưng Diễm My nhất quyết không chịu ra mặt để giải quyết đến nỗi người cha của Diễm My là ông Võ Văn Thắng phải làm đơn tố cáo tội vu khống. Từ khi này Diễm My tịnh thất bồng lai là ai bắt đầu gây nền sóng gió. Trong lai tìm mới nhất của bà Nguyễn Phương Hằng, anh Lê Thanh Minh Tùng đã lên tiếng tố cáo chính cha ruột của mình. Anh nói tịnh thất kiêu mang Diễm My chỉ với mục đích xin tiền từ các mạnh thường quân. Không chỉ vậy, theo lời kể của anh Tùng, cha anh là ông Lê Tùng Vân đã dụ dỗ Diễm My với những mưu đồ bất chính. Ngay sau khi live chìm kết thúc, Diễm My tịnh thất bồng lai là ai đã gây xôn xao cả cộng đồng mạng. Cả bố mẹ của Diễm My đã xuất hiện cùng với là CEO Nguyễn Phương Hằng để làm sáng tỏ mọi chuyện vào ngày 24 tháng 10 vừa qua. Là một người mẹ nguyện vọng lớn nhất của em ở thời điểm hiện tại là tìm được con gái mẹ Diễm My đau lòng nói lại buổi trò chuyện như vậy. Vợ chồng anh Võ Văn Thắng khẳng định đến hiện tại Diễm My vẫn đang ở trong tịnh thất bồng lai và gia đình vẫn kiếm đủ mọi cách để đưa con gái trở lại. Cả hai cũng đang cảm thấy rối bời khi không bảo vệ được là thông tin sai lệch về con gái của mình. Nhiều người cứ thắc mắc Diễm My tịnh thất bồng lai là ai khiến bậc cha mẹ cũng là vô cùng khổ sở. Được biết trước đó CEO Nguyễn Phương Hằng từng phanh phui nhiều vụ việc chuyện sai trái ăn chặn tiền từ thiện liên quan đến nhiều người nổi tiếng trong showbiz. Và kể từ khi bà Phương Hằng lên live stream về việc tịnh thất bồng lai thì vụ việc của cô gái Diễm My bắt đầu được khơi dậy lại và trong lúc ngồi live stream là có bố mẹ của là cô gái Diễm My và bố mẹ Diễm My đã trình bày như trên. Thì tôi cũng mong quý vị và các bạn lắng nghe thật kỹ Để bình luận và chia sẻ về vấn đề này Và tôi cũng sẽ cập nhật những thông tin mới nhất Về vụ việc liên quan tới tịch thất bổng lai Tại vì thưa quý vị các bạn Càng ngày sự việc càng phơi bày và nóng lên rất là nhiều Kể từ khi buổi livestream kim vào tối ngày 24 tháng 10 vừa qua Và tôi cũng kính chúc cho quý vị và các bạn Luôn luôn bình an, mạnh khỏe và may mắn trong cuộc sống. Và xin quý vị và các bạn hãy tiếp tục theo dõi những video tiếp theo của trên kênh của Minh Hải Miền Đông. Xin chào và hẹn gặp lại.